Chào tất cả anh em đến với kênh Benjamin. Thì cuối cùng mình cũng đã có tin tức rất vui đến cho anh em, đặc biệt là những anh em nào đang là fan của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Và trong video hôm nay mình sẽ thông báo đến anh em một tin tức khá là hot. Đó là trong ngày 30 tháng 4 vừa qua thì cuối cùng Riot cũng đã lên tiếng về cái bản cập nhật cho cái bản beta test ở trên toàn thế giới trên CH Play. Thì tất nhiên là phiên bản này sẽ giới hạn đối với một số người trước đó đã đăng ký ở trên CH Play sẽ làm tester, có nghĩa là những người đầu tiên được trải nghiệm từ game này. Và những ai mà đã đăng ký trước thì chúng ta nên vào CH Play xem có thông báo về cái tựa game này hay không. Thì để biết chi tiết hơn thì trong video hôm nay mình cùng anh em xem cái giao diện trong CH Play khi chúng ta đăng ký nó như thế nào và cách chúng ta có vào game nó sẽ như thế nào. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Ok anh em, trên màn hình đây chính là cái giao diện thông báo khi mà anh em đã được Riot lựa chọn là một trong những người được thử nghiệm khi mà đã đăng ký trước những lần trước đó. Thì ở đây những anh em nào đã đăng ký ở những phiên bản là những lần trước thì vào trong CH Play để mà kiểm tra thử mình có nhận được cái thông báo này hay không. Anh em nào may mắn thì có thể sẽ nhận được và trở thành những người thử nghiệm đầu tiên về cái lần beta test này. Thì lưu ý là có một số anh em đăng ký trước nhưng lại không nhận được cái này. Thì ở đây thì bản beta test này nó sẽ giới hạn một số người chơi và có thể là nó sẽ giới hạn một số vật. Cái này thì Riot họ chưa thông báo, mình chỉ mới nhận được cái những cái thông báo về việc test này thôi. Ở đây thì có nội dung là Riot đã mời bạn trải nghiệm chương trình thử nghiệm cái phiên bản mới của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Thì bạn sẽ nhận được các bản update bao gồm nó sẽ là những cái bản cài đặt ở trên ứng dụng CH Play, thì bạn sẽ tải về và trải nghiệm. Và ở đây nó có một cái lưu ý là cái phiên bản thử nghiệm này thì có thể sẽ không sử dụng được, có nghĩa là có thể nó sẽ không khả dụng. Ở đây thì mình nghĩ họ không ghi lý do, nhưng có thể là do việc IP của từng nước, từng quốc gia hoặc là giới hạn người đăng ký. Thì những ai đăng ký trễ có thể nó sẽ không được. Thì anh em nào muốn trở thành tester thì chúng ta sẽ bấm vào become và tester ở đây. Thì sau khi đã bấm vào thì nó sẽ hiện lên cái giao diện như thế này. Thì họ sẽ welcome to Intester Program, nghĩa là chương trình chào mừng bạn đến với chương trình thử nghiệm này. Thì nó có hướng dẫn ở dưới và có những lưu ý ghi bằng tiếng Anh đây. Anh em nào giỏi tiếng Anh thì có thể dịch ra, nhưng mà đơn giản là bạn sẽ được cài đặt ở trên CH Play về thành những người trải nghiệm đầu tiên. Nó đơn giản như vậy thôi. Và tiếp theo thì anh em thoát cái này ra nha. Anh em ra và vào lại trên CH Play với mình. Sau khi đã vào trong CH Play lại thì anh em tìm tốc chiến. Và sau khi đó thì anh em kịch vào đó. Sau khi mà anh em đã tìm lại tốc chiến thì kích vào thì chúng ta sẽ có chữ info ở đây, nghĩa là chữ cài đặt ở đây. Thì anh em bấm vào cài đặt thì sẽ có một số anh em không cài đặt được. Thì ở đây nó có ghi cụ thể là bạn không thể tải cái phiên bản Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến này và hãy thử lại vì hiện tại nó chưa có hoạt động. Cụ thể đây là một cái lỗi nha anh em. Và cái lỗi này là mình thấy đa số lỗi này là do cái lỗi fast IP, có nghĩa là server Việt Nam vẫn chưa thử nghiệm được. Thì ở cái lỗi này thì mình sẽ ở những video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em cách fix lỗi này cho những anh em nào đã đăng ký. Thì đây là lỗi fast, anh em nào biết cách fast IP qua Singapore thì có thể làm. Thì cái này thì mình sẽ hướng dẫn trong những video tiếp theo. Thì và anh em cứ vào để xem có thông báo hay chưa nha. Rồi hẹn anh em ở những video tiếp theo. Thì anh em nào quan tâm đến tốc chiến cũng như đấu trường chân lý mobile có thể like và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ tốc chiến và đấu trường chân lý mobile nha. Cảm ơn và tạm biệt anh em.